Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm dâu tây bọc chocolate nha. Thì hộp dâu mình có mua hai hộp rồi nè. Và đây là thanh thanh sô cô la mình sẽ làm cho tan chảy để bọc dâu. Không biết một thanh này có đủ hay không nhưng mà mình sẽ làm thử ha. Bây giờ mình sẽ đi rửa dâu và để dâu cho khô. Mọi người, đây là trái dâu mà mình đã rửa sạch và lau hết nước để cho nó khô rồi ha. Chút nữa mình sẽ thấm chocolate vào. Còn đây là sprinkle để mình rải lên cái chocolate á. Còn đây là bơ. Chút nữa mình sẽ bơ và bỏ bơ vào một chút trong trong cái chocolate này để cho nó bóng bóng đẹp đẹp. Là sẽ bỏ chocolate vào ha. Và để cho nó tan chảy ra. Đó, nó đang tan chảy ra nè. Đây mọi người, nó đang tan rồi nè. Mọi người thấy không? Mình bỏ bự quá đó. Cứ để nó tan từ từ ha. Nó đang tan không? Đó, bây giờ nó đang tan rồi ha. Mình đập nhỏ nhỏ thì nó tan nhanh hơn. Cái miếng này mình quên đập á. Bây giờ nó còn bự chà bản đây nè, nó chưa tan. Bây giờ mình sẽ bỏ một tí bơ vào ha. Thơm quá mọi người. Đó mọi người, cái chocolate của mình nó đang tan chảy rồi kìa. Con giúp mami hả? Chàng trai của mình đang giúp mình đó mọi người. Say hello. Hello. Đây. Để mami con. Đó, nó tan sắp hết rồi nè mọi người. Cái này lần đầu tiên mình làm luôn á. Mọi người ơi, mình quên mua cái giấy nén để đựng á. Nhưng mà mình lấy giấy bạc mình để đại luôn. Cái chocolate của mình nó tan rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhúng ha. Con ra, con lấy tay con ra. Mình sẽ mở đèn đi ha. Ấy, sorry. Đây đó, quên hồi nãy quên mở đèn nữa. Bây giờ mình sẽ nhúng nó ha. Con lấy cái muỗng con ra, con lấy cái muỗng ra. Wow, là cái đó. Lấy con lấy cái muỗng ra. Wow, là cái đó. Thích sức mạnh lấy kìa. Bây giờ mình sẽ để ở đây ha. Time to add sprinkles. Đó. Và mình đông đúng ra. Oh, I'm gonna do it. Bây giờ mình sẽ bỏ sprinkle vào ha. Cái này con trai mình thích ăn cho nên mình sẽ bỏ. Đó. Mà phải lên nha. I'm gonna do it. I'm gonna do a sprinkle. Ok. Đây là trái tiếp theo. Look at that. So cute. Bây giờ mình đó mình làm mẫu cho mọi người xem ba trái ha. Bây giờ mình sẽ tắt cái máy quay và làm nhanh nhanh. Too much baby. I can't do it. Okay, my I use my hand then. No more sprinkle. Đây mọi người. Đó, anh chàng mình thích sprinkle, cứ bỏ sprinkle vào à. Đây ơi, chocolate của mình đã làm xong rồi đây. Dâu bọc chocolate với sprinkle. Wow, look so yummy. Bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh cho nó cứng cái chocolate lại rồi tụi mình sẽ ăn ha. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay mình và con trai mình sẽ ăn
Dâu mọi người ơi, dâu dâu nhúng chocolate và sprinkle đây. You don't know what it's called, it's chocolate. You dip the strawberry in the chocolate and put sprinkles on it. Okay. If you don't know my country. Okay, bây giờ con ăn đi. Con ăn đi. Okay. Ăn this one. And I want to eat this one too. Okay, con mình sẽ ăn bánh bánh quy nhúng chocolate và sprinkle. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, cái này là lần đầu tiên mình ăn luôn á mọi người. Trời ơi, chocolate nó dính môi đen thật lùi. Chocolate nó đắng đắng. Bây giờ mới bóc ra. Dâu thì nó chua chua ngọt ngọt mọi người. Ăn vào nó hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn. Con ăn này đi em. Nó rất là ngon mọi người ơi. Đây con ăn đây nè. I like that one. I like that one. What? It's black one. Đắng hả? Chàng trai của mình đắng quá, ổng thích. If you like you say con thích. If you don't like you say con không thích đâu okay? Con không thích. No, you need to try first. Okay. Con ăn thử thì con mới nói được chứ. Cắn. Cắn nhỏ thôi, miếng nhỏ. It's miếng nhỏ thôi con. Trời ơi, ông nội ăn. Con xoay mặt ra đây cho mấy cô chú coi. You want to get... No. You need to try again and show your face in here. Like do again, please. Take a bite. Ok. Nếu mà người nào sành ăn chocolate á, thì sẽ rất là thích món này. Nhưng mà mình với con mình á thì không có thích. Tại vì á, nó ăn cũng ngon đó mọi người. Nhưng mà nó hơi đắng quá à. Mình từ đó giờ mình rất là ghét chocolate luôn á. Mình không thích ăn. Nhưng mà vì mình muốn làm thử. Tại vì đó giờ mình chưa từng làm á. Cho nên làm rồi thì phải ăn. Không thích cũng phải ăn. Nhưng mà nó hòa quyện vào nhau thì lại ngon. Còn ăn mà dính chocolate không á thì nó rất là đắng. Trời ơi, tham lam đi làm cho cố. Here go your sprinkle. Eat or not? No, okay. Put them back. Okay, không ai ăn mọi người ơi. Trời ơi, mình đang kiếm trái bự bự mình ăn ra. Đây. My God, trái này bự quá trời bự luôn nè. Đáng lẽ là mình làm kiểu này nè, mình chừa lại một chút trái dâu cho nó đẹp á. Nhưng mà mình chấm, mình xoay 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 á. Nó dính hết trơn luôn. Ủa cứu đâu hả?
kỳ ghê mọi người. Where you going? Oh my god. Ngọt quá. Ngọt mà nó đắng nữa. Oh my god, I don't like it. I don't like it, that's why. Oh, mommy không thích đâu. Mình không có thích ăn mọi người ơi. I told you to use a different fruit. What about banana? What about using banana? No, it's thịt đó, đắng quá. I like banana with it better. Đắng quá mọi người. Mình cực kỳ ghét ăn chocolate luôn. Chắc mình phải gỡ chocolate ra nè. Đó. Gỡ chocolate. Trời. Ông nội này ngộ ghê. Ăn chocolate không thì là ăn, mà ăn với rau thì không chịu ăn. So what that mean? You don't like strawberry? Yeah, I just like it, but I don't like it a lot. More like it, I like to use it. No more chocolate, no more chocolate. Oh, I'll put it in here. Đắng quá mọi người. Hay là mình mua loại đắng rồi chắc. Đó, mình phải gỡ trái dâu này ra. Ý. À, mình phải gỡ chocolate ra, mình ăn trái dâu không thôi. Thất bại rồi. Thất bại rồi mọi người ơi, mình ăn không có được. Ăn được hai trái à. Why do you do it instead of eating strawberry? Mommy don't like it. I like it too. Trái dâu thì rất ngon mọi người. Trời ơi, bây giờ làm sao đây nhìn dĩa này. Mình thì mình ăn thất bại rồi đó, mình ăn không có được rồi đó. Dạ. Yeah. Trái dâu thì ngon mà chocolate thì không ngon. Mình khuyên là bạn nào mà không thích ăn chocolate giống mình á thì không nên ăn món này đâu mọi người. Nó cực kỳ là đắng. Mình tại vì mình á, mình không phải là fan của chocolate. Và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của hai mẹ con mình nha. Bye bye, bye. Xin chào là nó. Xin chào mọi người. Nó xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.